hai mình làm video review khu tái định cư đất lành ở Nha Trang. Đây là đoạn đường mới mở, lúc trước là hẻm núi. Đây là khu tái định cư đất lành, chỉ có một con đường chính. Hai bên đường để có quán cà phê và quán cơm bình dân. Chạy thẳng tới phía trước là đường về thành phố Nha Trang, đường Phong Châu. Cảm ơn các bạn đã xem video đến tới hay thì subscribe ủng hộ mình.